hãy để anh yêu dù em chẳng hề xinh đẹp có những ngày trông tranh chẳng biết làm gì cuộc đời vốn là trải dài những điều tưởng chừng như rất thú vị và đáng trân trọng nhưng xã hội hiện đại có quá nhiều những điều khiến chúng ta chạy lòng khép mình lại vào một chiếc vỏ an toàn mà hiện hữu rõ rệt nhất chính là những bạn trai gái có ngoại hình không được bắt mắt xã hội bây giờ tuy yêu chuộng cái đẹp và bề nổi bên ngoài của mỗi người song không hẳn là tất cả chúng ta đừng vội kết luận như thế rồi tự làm tổn thương chính mình chưa từng có ai khẳng định và đưa ra một chuẩn mực của cái đẹp hoàn hảo nào vì đẹp nó không nằm ở sự phán xét mà là ở sự cảm nhận của chúng ta dành cho những người đã từng tiếp xúc qua. Hay nói rõ hơn thì đẹp không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn là ở tâm hồn. Có quá nhiều người tự ti bản thân xấu khi nói rằng, chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật thì mới được chú ý và đáng được yêu thương. Quá tiêu cực, sẽ thực sự bất công và tổn thương sâu sắc khi tất cả chúng ta lấy điều đó làm chuẩn mực yêu cầu cho mỗi người. Mà trong những câu chuyện nhỏ ấm áp của nam hữu tiên sinh chính là điều thật việc thật được kể bởi chính bạn bè và người hâm mộ của anh. Trong cuốn tản văn em xấu vừa đúng kiểu anh thích của nam hữu có một câu chuyện thế này tôi biết một cặp đôi cực kỳ thu hút sự chú ý của mọi người lý do là vì cậu bạn trai vô cùng điển trai cuốn hút còn cô bạn gái thì lại bình thường đến không thể bình thường hơn lần đầu tiên tôi gặp cậu bạn này tôi đã đứng hình vì độ đẹp trai của cậu ấy thì cậu ấy nói chuyện hay yên lặng mỉm cười hay hờ hững cũng đều đẹp trai hết rất nhiều người quen biết cậu ấy đều không tài nào hiểu được tại sao cậu ấy lại yêu một cô gái như vậy là một người cực kỳ coi trọng vẻ ngoài rốt cuộc tôi cũng không chịu được nữa có một lần tôi hỏi đùa cậu ấy trên wechat này mày không đổi bạn gái được à anh bạn trả lời rằng trương nam chúng mày đều thấy cô ấy không xinh đẹp, không hấp dẫn, nhưng trong lòng tao, cô ấy là người đẹp nhất. Cậu bạn tôi để ý đến cô ấy chẳng qua là bởi một lần chơi bóng rổ xong, trùng hợp nhìn thấy cô ấy kéo vali giúp đàn em mới nhập học, rõ ràng bản thân gầy gò nhỏ bé nhưng khi giúp đỡ người khác trông lại tràn đầy mạnh mẽ. Khi đó cậu ấy nghĩ rằng cô gái này nhiệt tình thật, liền theo đuổi cô ấy một cách khiêm tốn. Mới đầu, dĩ nhiên cô ấy cũng rất kinh ngạc, nhiều người lên tiếng nhắc nhở, không chừng là cậu bạn tôi cá cược với người khác hoặc chỉ muốn chơi đùa thôi. Ấy thế mà ai ngờ sau này họ ở bên nhau thật, tốt nghiệp rồi làm việc ở hai nơi khác nhau cũng không chia tay giờ đây hai người họ sắp kết hôn rồi sau đó nữa tôi hỏi người anh em của mình cậu ấy kể cô ấy tốt ở mọi mặt cậu ấy thích sự chu đáo và tinh tế của cô luôn quan tâm đến cảm nhận của tất cả mọi người xung quanh một cô gái biết lo nghĩ cho người khác là một người lương thiện bạn sẽ thật sự coi trọng một cô nàng hay chàng trai có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng chóng mắt họ bạn thật thấp kém và chẳng xứng đáng làm bạn hoặc sẽ nói ra những lời mỉa mai và cư xử bất lịch sự với người xung quanh hay hơn nữa là gây tổng gẻ lạnh khi một cụ già qua đường cần giúp đỡ và còn rất nhiều những trường hợp khác mà bạn thông qua mạng xã hội, báo đài cũng đều có thể thấy được. Đây thực sự gọi là vẻ đẹp bạn mong muốn sao? Chúng ta đang sống cho cuộc đời của mình không phải để người khác xem và phán quyết. Mà xấu ở đây không hẳn là xấu thật mà chỉ không phải là vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn hay nghiêng nước nghiêng thành mà thôi. Xấu ở đây là dáng vẻ bình thường. Bởi vậy chúng ta có thể nghĩ cách khiến bản thân mình trở nên xinh đẹp hơn, từ vẻ ngoài đến nội tâm bên trong. Tuyệt đối đừng đã xấu còn lười, lại mong mỏi người khác nói với bạn rằng, em xấu vừa đúng kiểu anh thích tin tôi đi không ai thích một người vừa xấu vừa lười đâu trừ phi chính người ấy cũng xấu và lười giống vậy trích em xấu vừa đúng kiểu anh thích nam hữu tiên sinh